Các bạn thân mến, hôm nay mình lại tiếp tục với chúng ta với bài học về MySQL. Và thế thì bài học hôm nay như bài hôm trước tôi đã nói rồi. Chúng ta có database. Thì ở đây chúng ta thấy là đây là một cái kho dữ liệu. Thế thì kho dữ liệu này được cái lớp nó sẽ tương tác vào đây. Tôi gọi là class. Class đây là class sinh viên. Và có một cái hàm tương tác ở đây, đó là hàm ánh xạ. Ánh xạ này tương tác ở đây. Đó. Thế thì ở bài trước tôi đã nói rồi, chúng ta có một cái bảng là bài tập 1. Bài tập 1 là database. Trong bài tập 1 thì có cái bảng gọi là bảng hồ sơ. Bảng hồ sơ ở đây thì gồm có là ID, họ tên, giới tính, và quê quán. Đấy. Tuổi nữa và quê quán. Họ tên, tuổi. Thế thì cái lớp mà tôi đã giới thiệu với các bạn đó là lớp ánh xạ. Ánh xạ nó làm gì? Tức là nó đưa tự động các giá trị value ở cái bảng gọi là bảng hồ sơ, sẽ đưa vào trong class. Class đây là class sinh viên. Đấy. Class sinh viên thì chúng ta thấy nó như này, gồm có là ID, theo là họ tên, tuổi. Tôi để một cây đậm. Tuổi này, giới tính, quê. Thì lớp này đây là sơ đồ của lớp, thì bao gồm nó gồm có cái thuộc tính nữa là display. Đây là một cái hàm để hiện ra, nối những cái này vào đây, đưa vào đây. Đấy, đưa ra màn hình. Thế còn lớp map, lớp ánh xạ. Ánh xạ thì tôi dùng một mảng đệm. Mảng đệm này dùng để so sánh tên của các trường. Ánh xạ này so sánh tên của các trường để đưa vào cái lúc mà lúc run, lúc run thì đưa lúc đó vào, thì lúc này chúng ta sẽ thấy là cái hàm set id set họ tên, set giới tính, nó sẽ nhận vào. Đấy, nó sẽ đưa giá trị vào đây, đưa value vào đây. Cái này cũng vậy, nó sẽ đưa value vào đây. Đấy. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy là
xét vào thì giá trị sẽ đưa tự động. Thì tôi đã sử dụng một cái hàm là chèn chèn tự động. Khôi function array. Hàm này nó gọi có hai mảng, mảng array và mảng giá trị. Đấy. Chữ tôi thì hơi xấu một chút nhưng mà chúng ta chú ý vào, nó đưa vào. Thế đối với cái bài tiếp theo, thì chúng ta thấy là truyền ánh xạ của bài 1, chúng ta nhìn thấy nó đã vào đây. Tôi dùng là call user function array. Cái hàm này ấy, nó chính là một hàm gọi tự động liên tục với đối tượng user, và lần lượt trong cái đối tượng đó có bao nhiêu hàm nó chạy ra đây. Đấy. Nó so sánh này. Nếu tồn tại cái key của ánh xạ, tôi tách cái mảng này ra thì nó chạy vào đây. Bây giờ đến hàm tách. Hàm tách thì tôi viết như sau. Tôi cho một cái mảng khai báo bằng rỗng. Mảng khai báo bằng rỗng. For this ánh xạ tôi tách ra, gắn vào key object và key column. Nếu key mà khác ID, tức là ở đây tôi sẽ sử dụng là không check ID. Đấy, không check ID. Thì lúc này phần tử của mảng data này sẽ nhận giá trị từ hàm get vào đây. Nó gọi đây, gọi truy hồi, gọi hết thì nó thôi. Đấy. Và cuối cùng thì qua ra vòng for thì tôi sẽ được một cái mảng data hay data, đấy trong tiếng Anh là data, còn đây là data. Nó sẽ lấy cái giá trị của hàm get này đưa vào đây. Đấy là tách. Rồi. Đến bây giờ thì tôi lại viết vào, chúng ta phải theo dõi bài trước nhá. Tôi lại viết ra ngoài với public là file index. Đây tôi gọi hai file ở nằm hai thư mục khác nhau. Thư mục thứ nhất là ánh xạ user, thư mục thứ hai là sinh viên cũng user, tên giống nhau. DB tôi trỏ vào cơ sở dữ liệu, mật khẩu là 1245678, người sử dụng là Thành. Và tôi lấy luôn hàm phép, tôi được một cái mảng user data. Tiếp theo tôi sử dụng là new sinh viên user, tức là tôi gọi đối tượng sinh viên. Sau đó tôi gọi thêm một đối tượng là mapper, là ánh xạ. Mapper tiếng Anh có nghĩa là ánh xạ đó. Thì được, tôi gọi xong. Gọi xong thì tôi truyền vào này, tôi lấy một biến t này sẽ bằng user lấy cái dữ liệu mà được phép này, tôi nhét nó vào đây. Tức là lấy từ cơ sở dữ liệu để đưa nó vào trong hàm truyền ánh xạ. Sau đó cái user này nó sẽ nắm giữ lại cái giá trị này. Đấy, nắm giữ giá trị này. Các bạn thấy nó sẽ nắm giữ là giá trị này. Và lúc đó ta in được ra ngoài qua cái hàm nắm giữ bằng cái hàm ánh xạ. Đó. Truyền ánh xạ này tôi lấy vào đây. Tôi lấy thông qua này, tôi trả về user nhé. Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục phân tích này. Tôi lấy mảng một cái biến đối tượng T bằng map user trở vào cái này. Tôi lấy giá trị truyền ánh xạ là tôi lấy ra được cái dữ liệu mà cái đối tượng user này nó nắm trả về T. Thì lát nữa va đâm T ta sẽ được cái gì đó. Đó là những cái đối tượng mà nó nắm. Tiếp theo này, mảng K này tôi lại bằng user tôi tách tách user ra, tách qua cái hàm ánh xạ đây. Đấy, tôi xuống hàm tách nhá. Tôi dùng vòng lặp tôi phá vỡ key và giá trị ra. Nếu không phải là ID thì một phần tử của mảng với chìa khóa là key column thì sẽ bằng call user func, tức là không phải là key user function array ở trên nữa. Ở trên nữa là gì? Là ta lấy toàn bộ giá trị ta trả về user.
Đấy, nhưng ở đây thì ta xét vào trong user, nhưng ở đây thì ta lại lấy từ hàm get. Tôi lấy từ hàm get vào. U first là use case đấy, tức là làm chữ hoa đầu của cái get của nó. Đây chúng ta về sinh viên chúng ta nhìn thấy nhá. Chữ hoa đầu đây. Đấy, get giới tính này, G là hoa này. Đấy, get tuổi này, tuổi là T này, get họ tên này. Đấy, tương tự là get quê đây. Đấy. Và lúc này thì tôi sẽ thấy, chúng ta sẽ nhìn thấy là nó sẽ lấy từng giá trị ở cái hàm get ra và tôi đặt vào trong data. Cuối cùng cái data này là một mảng sẽ trả về hàm, tên là hàm tách. Đấy, tên là hàm tách. Và ở đây thì tôi sẽ sử dụng k làm tách. Và đây tôi soi, đây là tôi soi cầu, tôi soi là biến t bằng map truyền dữ liệu này thì ra này. Phát nữa là tôi dùng biến string, tôi gắn gắn cái hàm k này tách ra, tôi gắn vào để tôi xem nó trả ra bao nhiêu. Thì cái employ này các bạn biết rồi, đây chính là hàm nối từng phần tử của mảng lại với nhau với một cái hồ gắn làm một dấu phẩy đấy. Tương tự column string nữa, tôi cũng là hồ một cái phẩy và tôi gắn lại những cái key của biến k để tôi được là nó là những cái gì. Và cuối cùng tôi in chuỗi mảng string ra. Đó. Bây giờ ta thử chạy ở phần gỡ rối nhá. Chúng ta chạy gần ở phần gỡ rối. Rồi. À nó chưa, tôi chưa khởi tạo biến. Tôi chưa khởi tạo là gem. À, tôi khởi tạo lên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nhìn nó gỡ lỗi. Tôi clear đi phát hết phần này đi và tôi xem gỡ lỗi. Đây, các bạn nhìn thấy nhá. Lớp sinh viên của chúng ta gồm có sinh một họ tên Nguyễn Thị A, tuổi 23, giới tính nữ, quê Hà Nội. Đó. Chuỗi mảng tôi gắn hồ lại tôi được như này. Còn tôi gắn tiếp key vào thì tôi được là key là họ tên giới tính quê. Ý của tôi muốn là sau này tôi sẽ sử dụng cái này để làm những cái hàm update tự động hay là ghi tự động. Ta sử dụng là hàm set hay là insert into đó, update set bằng vân vân. Thì cái này ta lấy là tên của phần, tên của trường. Còn đây là tên của giá trị. Đây là chính là giá trị được được nối ra. Đây. Đó. Đấy, với họ tên thì là Nguyễn Thị A này, tuổi thì 23 này, quê thì Hà Nội. Đó, bây giờ chúng ta sẽ thay, ví dụ tôi thay bằng 3. Tôi chạy lại. 3 tôi chạy lại. Các bạn nhìn xem nó là ra ai. Rồi. Đấy, Hoàng Trọng. Nam Nam Định đúng không? Đấy, tôi lấy ra. Các bạn nhìn đây. Đây là toàn bộ cái phần mà tôi thử đó. Và chúng ta sẽ áp dụng những cái này để khi chúng ta xây dựng một cái background, một cái framework riêng của chúng ta qua hai cái hàm trong ánh xạ đây, đó là hàm tách và hàm đặt nha. Truyền ánh xạ tức là đặt vào cái sinh viên, lớp sinh viên đặt vào đối tượng. Còn tách ra là ta lấy ghép, ta lấy ra. Đây, cú pháp của nó chỉ như này thôi. Các bạn áp dụng luôn hai cái hàm này cho tôi. Đó, trong cái class user. Class user là một cái lớp cho chúng ta được đặt và tách, đặt vào và tách ra. Rất là ngon, đúng không các bạn? Đó. Thế còn cái phần mà các bạn sau này chúng ta muốn đưa nó ra ở phần trong phần view ấy, thì các bạn sẽ viết nó ra ngoài cho tôi. Còn đây là tôi dùng debug là gỡ gỡ lỗi. Đó, để chúng tôi gỡ lỗi ra. Thế thôi. Vì bài này thì nó gồm có hai phần đấy. Một phần thứ nhất là hàm
Bài trước là hàm truyền vào, bài này là bài lấy ra, lấy ra từ chính các thuộc tính của lớp sinh viên, tức là lớp này là lớp ánh xạ, lớp thao tác, còn lớp sinh viên là lớp thì lớp người dùng đấy. Các bạn chú ý nha, lớp sinh viên chỉ như này thôi, còn lớp đây là lớp đấy, lớp thao tác, gồm có hai hàm tách và có một mảng đệm dùng để làm giống như x y z đấy. Chúng ta đã học hàm ở trong toán rồi đấy, hàm trong toán rồi thì nó phải có cái biến truyền vào, đúng không? Biến truyền vào đây nó giống như là, đây là một cái biến lớn, trong biến lớn thì gồm có các biến nhỏ, đây cũng vậy, tách ra cũng vậy đấy, ta truyền vào một biến gì, biến đối tượng, sau đó ta tách ra các thuộc tính để ta đưa về tên hàm là hàm tách. Các bạn chú ý cho tôi như vậy nhá. Đấy. Bài học về tách ra trong ánh xạ đến đây là hết. Các bạn nhớ nếu mà hiểu bài này thì hiểu ý đồ của tôi thì like cho tôi một like. Còn không hiểu thì các bạn cũng đừng là dislike, vì có thể đấy là không hiểu hay là bạn không thích cái cách của tôi thì các bạn cũng 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 không có buồn phiền cái điều gì cả, vì đây tôi viết, đây là tôi cố tình tôi viết một cách tổng quát đấy, để các bạn thấy rằng là một cái truyền vào, một cái tách ra, này là truyền vào này, còn cái này là tách ra đấy. Các bạn chú ý nhá, tách là lấy của hàm get, còn truyền vào thì tôi dùng hàm set, tôi đặt vào. Đây là toàn bộ là đặt tự động và lấy ra tự động, lấy ra tự động. Hai cái này chẳng qua là đặt vào một cái đối tượng sinh viên tự động và lấy ra tự động thôi, nó không có gì khó khăn cả. Các bạn có thể tôi di chuyển từ chậm để cho các bạn viết, các bạn có thể viết lại cái mã của tôi. Đó. Với một ví dụ của các bạn. Rồi tôi xin chào các bạn. Bài học đến đây là hết.